Mình sẽ mở những con ốc đĩa bằng cây lục giác. Ôi, không ổn anh em ơi. Hoặc là đầu lục giác và lấy chiếc đóng, đóng cũng không ổn anh em ơi. Thì ở đây mình có đồ chơi nè, đó. Và cái đầu lục giác hồi nãy ha nè, là gắn vô. Và một cây súng của Nhật men dây băng á, anh em thấy không? Đây, anh em thấy mình làm gì không? Đó, mình đè cho mấy hơi nó chạy nè. Em biết sao không? Tại vì mình cho mấy hơi nó chạy lên tầm 9 kg, mình bắn nó một phát mà ra. Thì mấy hơi nó bình thường, thường thường là 8 kg là nó tự ngắt anh em. Mình ăn gian cho nó qua chút xíu, nhưng mà đừng có qua cao quá nha. 9 kg được rồi, đừng tới 10 kg. 1 kg là nổ van sát anh em ơi.